quý cuối cùng của năm tại kho bạc nhà nước Thái Nguyên. Nếu như trước đây, đây sẽ là thời điểm khách hàng đến giao dịch và làm việc rất đông. Nhưng nay, nhờ áp dụng mục tiêu kho bạc 3.0, không khách hàng giao dịch trực tiếp, không tiền mặt và không chứng từ giấy. Khách hàng không cần đến giao dịch trực tiếp tại trụ sở mà chỉ cần thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, gửi hồ sơ điện tử từ xa để kho bạc nhà nước kiểm soát tự động, chuyển sang thanh toán tự động. Việc này rất thuận tiện cho khách hàng giao dịch, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư công. Trước đây thì các đơn vị sẽ gửi chứng từ giấy đến, thì bản thân mỗi chúng tôi là phải sau khi kiểm soát chứng từ thì phải nhập hạch thủ công vào chương trình Tắc Mít. Nhưng mà từ khi có dịch vụ công trực tuyến thì gần như các bước mà nhập để đơn vị đã nhập sẵn trên các chương trình đẩy sang, và chúng tôi chỉ cần kiểm soát chứng từ và hoàn thiện một số những cái bước nhỏ trong đấy thôi, sau đó sẽ trình lên lãnh đạo để ký duyệt, thì nó rất là nhanh và thực ra thuận tiện cho cả các khách hàng. Trước thì một ngày thì tối đa nhập thì khoảng 100 chứng từ khi mà thực hiện thủ công, nhưng mà từ khi có dịch vụ công thì ngày chúng tôi có thể là 150 hoặc 200 chứng từ, rút ngắn được cái thời gian và tiết kiệm chi phí đi lại. Mục tiêu kho bạc 3.0 đã góp phần vào việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiết kiệm thời gian, đồng thời kiểm soát được chặt chẽ khi thực thi. Các đơn vị gửi hồ sơ chứng từ tới kho bạc thời điểm nào sẽ được lưu trên hệ thống, nên cán bộ kho bạc không thể trì hoãn được thời gian thực hiện thanh toán so với thời gian quy định. Các đơn vị là có thể gửi các thủ tục hành chính đến với kho bạc là bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ thời gian nào, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, kho bạc phục vụ là 24/7. Nên là nhiều lúc có những khoảng thời gian mà chứng từ sẽ dồn rất là nhiều, đơn vị gửi cùng một lúc đến, thì mà chúng tôi vẫn phải đảm bảo thời gian giao dịch là đúng theo quy trình là 8 tiếng. Đây là một cái áp lực rất lớn đối với các giao dịch viên khi mà làm việc với cường độ cao. Tuy nhiên, bản thân tôi cũng như toàn bộ công chức kho bạc nhà nước Thái Nguyên thì luôn lấy khách hàng làm trung tâm phục vụ, và bản thân là những cái công chức phục vụ thì chúng tôi luôn nỗ lực hết sức trong cái việc thực thi nhiệm vụ. Cùng với việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và giao dịch điện tử trong lĩnh vực kho bạc nhà nước, từ đầu tháng 6 năm 2021 đến nay, kho bạc nhà nước Thái Nguyên đã ủy quyền toàn bộ việc thu chi tiền mặt qua ngân hàng thương mại nơi kho bạc nhà nước mở tài khoản thanh toán. Theo đó, việc thanh toán bằng tiền mặt đã không còn phát sinh tại trụ sở kho bạc nhà nước Thái Nguyên và các đơn vị kho bạc nhà nước trực thuộc. Chính những nỗ lực cùng hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ của đơn vị đã góp phần tạo lòng tin cho khách hàng, được cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng đánh giá cao. Đây chính là điểm mấu chốt giúp đơn vị năm thứ hai liên tiếp giữ vững vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng chỉ số DDCI tại Thái Nguyên. Trong thời gian qua, thủ tục hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước được cải cách theo hướng nhanh, tinh gọn, minh bạch, hiệu quả, lấy khách hàng làm trung tâm. Kho bạc nhà nước đã cung cấp 100% thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 và tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Thủ tục thu ngân sách được đơn giản, giảm thiểu thời gian nộp tiền cho người nộp thuế từ 30 phút trước đây xuống còn 5 phút trên một giao dịch. Và trong lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách nhà nước, quy trình thủ tục được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian kiểm soát từ 7 ngày xuống 2 ngày làm việc đối với các khoản kiểm soát chi đầu tư, 1 ngày làm việc đối với các khoản chi tạm ứng và khoản chi thanh toán trước kiểm soát sau. Có thể thấy, việc đánh giá chỉ số PCI và DDCI thời gian qua đã tạo ra sự cạnh tranh, nỗ lực rất lớn của các tỉnh thành trên cả nước nói chung, các sở ngành địa phương của tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Việc triển khai đánh giá chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cạnh tranh cấp sở ngành địa phương đã tạo nên một bức tranh đánh giá khá toàn diện về chất lượng, hiệu quả hoạt động của các địa phương, đơn vị, sẽ là động lực mạnh mẽ để các địa phương, các đơn vị có giải pháp đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, cải thiện chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh và đích đến là nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, tạo môi trường thuận lợi phát triển đầu tư kinh doanh. Tuy kho bạc nhà nước là không giao dịch trực tiếp với các doanh nghiệp, nhưng các hoạt động thu chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp, như là giảm thời gian nộp thuế, phí, đẩy nhanh tiến độ thanh toán các hợp đồng, hóa đơn cung cấp dịch vụ, xây lắp, mua sắm từ ngân sách nhà nước. Kho bạc nhà nước luôn thấu hiểu, chia sẻ, tạo một điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Chính những kết quả mà kho bạc nhà nước Thái Nguyên đạt được trong suốt thời gian qua đã góp phần quan trọng nâng cao môi trường đầu tư kinh doanh, tạo lòng tin cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh cũng như của cả nước.